chọn tờ giấy kích thước khoảng là 10 cm thôi. Các bạn sẽ chọn những cái tờ giấy mà có kích thước khoảng là 10 cm nhé, vuông nhé. Đó, và đây là cách, đây là con hướng gặp dễ nhất. Sao? Bởi vì chỉ cần khoảng 5 phút thôi. Nhưng mà các bạn làm nhanh thì khoảng 3 phút là các bạn đã làm xong rồi, hoặc là 2 phút các bạn cũng gặp xong rồi. Thậm chí có những bạn chỉ cần 1 phút thôi là các bạn đã có thể gặp con hướng rất là đơn giản rồi. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách gặp con hướng này như thế nào nhé. Thank you.